Người ở Âu Châu, những người ở Mỹ họ biết sử dụng, thì em bản thân em rất thích những cái dòng nhạc đó, em thấy nó rất là hay, thật sự rất là hay. Không phải là mình hướng ngoại, mình xính ngoại đâu, nhưng mà mình nghe này, ví dụ như những cái điệu như sai như thế này nghe cực kỳ hay, nghe rất chuẩn đó. Acoustic này nó nghe rất là hay, cái phần mà nó đi bay này, nó đi cắt cái trống này nghe này. Nó đi nó rất là tinh tế. Cái này cái điệu nằm đâu đây? Dạ nó nằm ở trong cái dòng 16. Hoặc cái đàn chép vậy, hoặc cái đàn. Dạ cái đàn không, nghe nó hay vậy đấy. Là mình chưa có USB á. Đúng đúng. Nhưng mà mình muốn những cái điệu bolero, những cái điệu cha cha, những điệu mà kiểu Việt Nam tí. Không biết cái đàn của anh nó có cái này không ta? Có hết, tất cả đều có hết. Nó có cả Việt Nam ở trong này. À đúng, có Việt Nam này. Nhưng mà nó nghe không hay bằng cái USB. Đúng rồi. Nghe không có đủ, không có đủ. Hay, nó hơi thô, nó mà cho bolero của thằng này cũng thấy không hay. Dạ. Bolero của cái thằng dạ. này nó không hay đúng không? Nó chưa đủ cái EQ cho mình. Nên anh không thích hiểu không? Dạ. Nhưng mà cũng được, nhưng mà tại sao cái tiếng đàn của anh nó thiếu tiếng tranh trong bầu. Nghe nó không, dù anh lấy của mấy cái điệu Việt Nam ở trên cái đàn mà nó góp của nó, dạ. nghe nó không giống như vậy. Dạ, tại chỉnh cái EQ á, và người ta chỉnh cái EQ kiểu, kiểu đúng rồi đúng rồi, ý anh nói chỉnh cái EQ á, EQ kiểu cổ anh cái người Âu Châu, cái EQ của nó ra. Dạ. Thì bây giờ khi mà anh cài đặt bộ máy cúp thì nó sẽ set up hết EQ cho anh rồi. Vậy hả? Dạ. Nó ok hết rồi. Nhưng ngoài ra mình có thể tự chỉnh sửa được theo ý của mình ở đây. Ở bên này menu đây thì mình sẽ có là cái phần là matching tools. Đúng rồi. Matching tool, matching tool thì đấy. Đó EQ đây. EQ đó. Dạ. Thì anh sẽ có là level của cái ví dụ đúng, như là anh, to anh hay quay to. Đó, đó, đây, quay cái này đẹp. Dạ. Bẹp rồi, bẹp chỉnh lại. Anh nhắn cái này này ha. Anh nhắn cái này này, nói mạnh lên này. Đó. Đúng đúng đúng. Bây giờ. Bây giờ đây bao nhiêu, EQ bao nhiêu? Level là head mat là 120. Rồi ok. Again. Again. Gain này anh chọn theo ý của em. Em để máy là 2 dB. Ok. MIQ Q thì nó là 0.5. Nó có sẵn trong dạ. mặc định rồi. Dạ không, cái này là của backup này nó có mặc định, nó không phải vậy. Mặc định nó là 0.0 hết. Đúng. Nó mới là cái này 100 110 thôi. À. Dạ. 2 của nó là 8000 mấy, là 8000 hết đấy. Đúng. 2 phi EQ, 2 gain của nó 2 dB. Dạ, lâu thì nó là 2 dB. Đúng. Không được lên quá, ví dụ em lên quá này nó ồn này. Nó hư mất rồi. Đúng rồi. Xuống quá thì nó chép quá. Nên để 2 là nhiều lắm, dạ, ngon nhất. Còn để nếu mà nhiều lắm để 5. Nhưng mà để 5 mình đưa ra cái loa kiểm âm đó, nghe nó quạch, nghe nó kỳ lắm. Đó, con thua là cách chỉnh cái EQ. Nhà anh có cái loa kiểm âm, anh bảo lên là anh nghe được rồi. Rồi cái bên phần này low free là 200Hz nha. Rồi gain là 0 dB. Nếu mà lên gain nhiều quá nó bể, đừng có tham gain nhiều quá. Bản thân gain á, nghe thì nghe rất là hay lắm. Bản thân thì không hiểu mấy cái chức năng này là gì là dở bạn. Dạ. Bản thân của gain mà nếu mà anh để mà ví dụ như anh để gain quá này, em để gain quá 10 đi. Đây là không, nó bể. Nó bể tiếng. Nó bể này. Đây nó ồn mình nghe không rõ, ban đêm mình ngồi mình nghe loa kiểm âm hoặc anh cắm một cái headphone đó, headphone xịn đó. Anh mua khoảng $300 anh nghe là khác liền luôn. Và cái headphone đó anh cắm vào nghe cái tiếng nghe kỳ quá. Nghe kỳ lắm. Dạ dạ. Cho nên nó bị dư ra hoặc là thiếu đi. Rồi ok, rồi cái phần chỉnh EQ xong rồi đúng không? Dạ xong rồi. Rồi out ra đi. Dạ, ok. Rồi xong phần EQ rồi. Thì mình có thể chỉnh cái tiếng này chơi sóng, chỉnh tiếng này được luôn, to hay nhỏ. Tiếng lớn nhỏ cái chỉnh cái đó. Đây được luôn. Cái up, up 1, up 2 này. Dạ. Ví dụ như tiếng này nhỏ quá đúng không? Đúng. Đó, mình lên to đây, ví dụ nó nhỏ đây. Lên to đây, hết cỡ đây. Đúng. Mà nó to quá thì vừa đây. Rồi ok. Mình bấm vô chỉnh đó nữa. Không dạ. không có phần chỉnh chân của nó à? Dạ. Sao ạ? Chứ là nó điểm dừng của nó thì ở đây mình sẽ có những cái móc ở đây. Chỉnh bằng cái này thôi, còn đây thì ra rồi. Tại vì khi mà mình cài một cái điệu ở đây, một cái tiếng ở đây, ví dụ như mình lấy một cái điệu rumba ở bên này. Mình chọn một cái tiếng đờn ở bên này thì nó bản thân nó nghe, ví dụ lấy dân ca đi. Tiếng bầu đi. Đó. Cái điệu đây. Đấy, nó bằng nhau rồi, nghe đây nó hợp lý rồi. Dạ. Cũng giỏi, dạ, ngon rồi. Đam mê. Dạ. Rồi, ok. Dạ, bạn dạ. Anh lấy hết cái cục USB này. Dạ, dạ. Cái này sao?